Xin kính chào quý anh em đã quay trở lại với review áo khoác cao cấp chính hãng của Lavator nha. Trước mắt anh em là một con Racing Jacket của For Performance Racing. Đây là một con áo chính hãng nha anh em. Một brand họ đã kiểu cover, kiểu họ rất là yêu mến những cái họa tiết và những cái áo F1, những cái jacket của F1. Thì đây là một cái áo khoác dù đệm bông theo cảm hứng của những cái áo đua, những cái hãng đua F1. Chứ áo này không phải của hãng Ford nha anh em. Hãng Ford của Mỹ không phải vậy. Mà đây là một cái áo được remaking, nói chung là vậy đó. Nó làm với một chất liệu rất là tốt luôn. Và tất cả các họa tiết trên áo cũng như là những cái hình ảnh và dòng chữ là được theo full 100%. Racing Jacket là một cái áo đang nổi tiếng bên Lavator, đang bán hàng ngày luôn anh em, trên khắp toàn quốc. Thì anh em hãy xem video mình review, và nếu mà thấy áo đẹp thì hãy đặt hàng nha anh em. Ok, mình sẽ review chi tiết cho anh em coi. Đây là mặt trước của Ford Performance. Áo nó rất là hip hop luôn, rất là đường phố luôn anh em ơi. Đây, mấy cái hãng này anh em. Cái tim của nó nè. Áo rất là đẹp anh em, rất là sắc sảo, đến từng cái chi tiết rất là nhỏ luôn. Performance Racing và cái chữ ở đây mình quen đó, anh em thấy không, thấy nó chi tiết không? Ok ha, theo hết chứ không có cái nào anh chân á. Rồi, áo là nó có ba cái màu xanh, xanh đậm, màu trắng và màu đen là chủ đạo. Và những logo bên này cũng là theo full 100% hết, không có cái nào mà gọi là trên áo này là gọi là in hết trơn hết, tất cả nó đều có chữ Castrol logo ở đây, hãng dầu nhất ở đây. Những cái áo như thế này á, nó đang rất là thịnh hành trên khắp toàn thế giới luôn. Anh em mua những con áo này mặc là đúng gu, đúng điệu ngay bây giờ luôn nha anh em. Ok, đây là mặt trước, mình xin review mặt sau cho anh em coi luôn. Anh em đợi mình tí. Áo này nó có một lớp đệm bông rất là đẹp và sẽ giúp cho anh em có thể đi phượt tốt, và anh em mặc đi chơi rồi này kia nó ok lắm. Áo này nhìn nó rất là đáng tiền rồi nè, nó dày dặn, nó đẹp, nó đáng đồng tiền lắm. Ok, đây là mặt sau nha. Đó, mặt sau rất là ngầu luôn, cực kỳ ngầu. Con này quá đẹp, mà dự đoán trong tương lai sẽ hot con này cực kỳ. Con này thì đang hot rồi, nhưng mà mình chỉ nói bổ sung những thông tin mà anh em chưa biết thôi. Con này thì nó đang được mua nhiều lắm á. Ok, Ford Performance Racing có logo quá đẹp luôn ha, của hãng nè anh em. Rồi, ok. Rồi, Racing Jacket nha anh em, những con đang hot trên khắp Việt Nam mình, ai cũng yêu mến hết. Đây là những chiếc áo khoác có thương hiệu đàng hoàng của brand họ làm, cover những cái chiếc áo đua F1 công thức 1 của những hãng, những brand rất là lớn, như Ford, Castrol, Red Bull, những hãng rượu Jack Daniel cũng là tài trợ giải đua F1. Rất là nhiều, đây là cảm hứng nha anh em. Chứ không, mấy cái hãng đó, hãng lớn đó, họ không có làm cái jacket như vậy đâu. Anh em hiểu không? Đây là remaking cover, mình có quyền làm. Tại vì giống như là mình hâm mộ cái hãng đó thì mình để lên áo mình bán thôi, chứ không phải là mình bán vì lấy cái danh của cái hãng đó ha. Ok, anh em hiểu không? Giải đua F1 thì là giải đua mà đắt đỏ và cao cấp nhất trên toàn thế giới luôn. Thì những cái fandom, fan club hay là group, hay là những cái người bình thường bình dị, mình họ muốn một cái chiếc áo khoác thì mang cho mình những cái logo của những cái hãng đó thôi ha. Thì đây là giải pháp quá đẹp luôn, và đáp ứng những nhu cầu của anh em, những nhu cầu tối thiểu nhất là mình hâm mộ F1, mình hâm mộ đua xe, mình hâm mộ motor racing, mình hâm mộ thể thao, thì mình thể hiện con người mình như thế nào, đó là thông qua những cái bộ đồ mình mặc, anh em hiểu chưa? Còn nếu anh em đi phượt, đi xe máy, đi mô tô đó, thì những con này là tối ưu, cực kỳ đỉnh cao luôn, mặc lên rất là xuất sắc luôn, lên chất của anh em luôn ha, mình nói vậy anh em hiểu. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn gặp lại anh em vào video clip lần sau.
Xin chào, nếu ai muốn mua hãy add Zalo 0783490288, đó là số phone, gọi trực tiếp cũng được, và Zalo chính chủ của chủ shop, hoặc anh em có thể lên fanpage với địa chỉ www.facebook.com/lavastore.glutin, fanpage với 130.000 người follow, đã 8 năm hoạt động, uy tín trên toàn quốc rồi anh em, với hàng trăm ngàn khách hàng của mình trải dài từ ngày xưa đến bây giờ, và với lại những cái mà giống như áo mình bán mà nổi tiếng là Sukayan, hãng For, và không phải Sukayan, Racing Jacket, Vasty Baseball Jacket, Basketball Jacket, rất là nhiều cái áo khoác, nhiều những cái áo nữa mà mình bán nổi tiếng trên khắp Việt Nam thông qua là order hoặc là có sẵn giao đi, và mình chạy quảng cáo rất là lớn anh em lâu nay rồi, cho nên là, và mình bán hồi xưa mình bán ở địa chỉ 26 Hiền Quang, phường Định, quận 1 anh em. Anh em ủng hộ rất là nhiều. Ok, xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em vào video clip lần sau. Xin chào.